kinh văn tam giả thị nhân kế ngã biến chi đắc vô biên tánh bỉ nhất thiết nhân hiện ngã chi chung ngã tằng bất chi bỉ chi chi tánh danh bỉ bất đắc vô biên chi tâm đãn hữu biên tánh việt dịch ba là người ấy chấp rằng mình biết cùng khắp là được tánh vô biên còn các người kia đều hiện ra trong cái biết của mình mà mình chưa từng biết họ nhận ra được tánh biết cho rằng những người kia không đạt được tâm tánh vô biên mà chỉ đạt được tâm tánh hữu biên. Giảng: Ba là người ấy chấp rằng mình biết cùng khắp là được tánh vô biên, hành giả chấp rằng cái biết cùng khắp của mình là tánh vô biên. Loại phân biệt thứ ba là phân biệt giữa cái ta của hành giả và cái khác. Cái khác ở đây liên quan đến tất cả chúng sanh và ngã liên quan đến chính hành giả. Anh ta tạo nên một vọng chấp nữa và trở nên dính mắc với nó. Anh ta nói, tôi cảm thấy tôi có một loại trí tuệ biết trùm khắp tất cả, nghĩa là sao? Biết khắp tất cả có nghĩa là không có gì mà chẳng biết, do vậy nó có khả năng đạt đến một loại tánh vô biên. Còn các người kia, các loại chúng sanh đều hiện ra trong cái biết của mình, tất cả đều được bao quát trong trí tuệ của hành giả mà mình chưa từng biết họ nhận ra được tánh biết. Hành giả cho rằng những người kia không đạt được tâm tánh vô biên mà chỉ đạt được tâm tánh hữu biên. Chúng sanh chưa đạt được tâm vô biên nhưng chính hành giả lại có Do vì anh ta không biết được tánh biết của họ nên cho rằng họ không đạt được tâm vô biên và không có trí tuệ hiểu biết vô biên mà chỉ có một trí tuệ hạn cuộc, đó là sự phân biệt giữa tự ngã và cái khác. Kinh văn Tứ giả thị nhân Cùng hành ấm không, dĩ kỳ sở kiến, tâm lộ trù độ, nhất thiết chúng sanh, nhất thân chi chung, kế kỳ hàm dai, bán sanh bán diệt, minh kỳ thế giới, nhất thiết sở hữu, nhất bán hữu biên, nhất bán vô biên. Bốn là, người ấy khi nghiên cứu tột cùng hành ấm đến chỗ rốt giáo không, do những điều thấy được suy luận rằng tất cả chúng sanh trong mỗi thân phần, gồm có nửa phần xanh, nửa phần diệt, cho rằng rõ ràng mọi thứ trong đời một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. Giảng bốn là người ấy khi nghiên cứu tột cùng hành ấm đến chỗ rốt giáo không hành giả nghiên cứu cùng tột hành ấm đến chỗ rốt giáo không loại phân biệt thứ tư là gì đó là sự xanh và diệt hành giả nghiên cứu hành ấm đến mức tột cùng đến khi nó biến thành không do những điều thấy được căn cứ vào những điều thấy được và hiểu được từ nghiên cứu suy luận rằng tất cả chúng xanh trong mỗi thân phần gồm có nửa phần xanh nửa phần diệt đây là một vọng chấp khác Hành giả thấy trong trọn phần thân thể của mỗi chúng sanh đều có một phần sanh, một phần diệt, vì tất cả chúng sanh đều như thế, hành giả đi đến kết luận như thế và toàn thể pháp giới. Từ đây kết luận rằng tất cả vạn vật trong đời đều có một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. Sự sanh ra là một mặt của hữu biên, sự hoại diệt là mặt khác của vô biên đó là sự suy lường của hành giả mới thấy anh ta càng lúc càng đi xa mục tiêu kinh văn do thử kế độ hữu biên vô biên đã lạc ngoại đạo hoặc bồ đề tánh thị tác danh vi đệ tứ ngoại đạo lập hữu biên luận việt dịch do những chấp trước hữu biên vô biên như thế nên người ấy rơi vào ngoại đạo mê lầm tánh bồ đề đây là luận hữu biên thuyết thứ tư của hàng ngoại đạo rằng do những chấp trước hữu biên vô biên như thế nên người ấy rơi vào ngoại đạo mê lầm tánh bồ đề theo bốn thứ suy luận về hữu biên và vô biên anh ta phỏng đoán những gì nếu nó không hữu biên thì nó vô biên nếu nó không vô biên thì nó hữu biên anh ta cứ lý luận luẩn quẩn như vậy nói tóm lại hành giả không thể đạt được lý trung đạo hoặc là anh ta đi đã quá xa hoặc là anh ta đi chưa đủ xa hoặc là anh ta chạy đã quá đà hoặc là chưa đi được. Dù chỉ một bước chân, do vậy nên hành giả đánh mất tránh biến chi và rơi vào ngoại đạo. Tà thuyết của ngoại đạo là khi thì thái quá, khi thì bất cập, không thái quá chẳng bất cập mới được gọi là trung đạo. Chúng ta nên tu tập theo lý trung đạo, Đức Phật giảng dạy chân lý tối thượng về trung đạo là chẳng chấp vào không cũng chẳng rơi vào có. Nếu chúng ta chạy vào phía hữu biên hoặc nghiêng vào phía vô biên, có nghĩa là đã rơi vào nhị biên và như thế là mê lầm tánh Bồ đề chân thật là không nhận thức rõ được chân tánh Bồ đề. Đây là luận hữu biên thuyết thứ tư của hàng ngoại đạo.